Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân không chỉ là lực lượng nòng cốt quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, mà còn là chỗ dựa tinh thần của người dân đảo Ngọc trong những lúc khó khăn. Nhất là thời gian qua, trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã có những việc làm thiết thực như hỗ trợ phần quà cho bà con trong vùng phong tỏa, truy vết, tiêm ngừa COVID-19, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương. Trên vùng biển Tây Nam, hàng ngày có hàng ngàn phương tiện hoạt động, lưu thông từ các nước giáp ranh với Việt Nam như Campuchia, Thái Lan và Malaysia, nên tạo áp lực lớn cho các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Nhưng với bản lĩnh chính trị của người lính luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân không quản ngại khó khăn, ngày hay đêm, trời giông bão, vẫn kiên trì bám biển, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Chúng tôi cử cái lực lượng con người và tàu thuyền để phối hợp với lực lượng biên phòng của các tỉnh ở trong khu vực, lực lượng cảnh sát biển tuần tra tuần tiểu để ngăn chặn cái việc xuất nhập cảnh trái phép, không để cái dịch bệnh lây lan vào nội địa. Thứ hai, chúng tôi cử các cái lực lượng, các cái tổ quân y để phối hợp với địa phương xét nghiệm rồi test nhanh hoặc kháng nguyên để tầm soát các cái ca bệnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Nếu như lực lượng tuần tra trên biển siết chặt dòng ngoài, thì lực lượng quân y chiến đấu ở dòng trong. Nhằm chia sẻ khó khăn với cấp ủy, chính quyền và người dân, Vùng 5 Hải quân đã chủ động điều động 2 tổ quân y và hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, vật tư hỗ trợ địa phương phòng chống dịch. Được phân công phụ trách tổ phòng chống dịch, truy vết và xét nghiệm COVID-19. Nhiều tháng nay, đại quý quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Hà vẫn chưa được về thăm gia đình. Thế nhưng, đó không còn là điều mà đội ngũ y bác sĩ ở đội điều trị 78 đắn đo suy nghĩ, mà chính là làm thế nào nhanh chóng bóc tách F0, không để dịch bệnh lây lan ra địa phương khác. Trong quá trình chúng tôi làm việc từ 20 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, với thời gian làm việc liên tục thì rất là mệt, nhưng mà chúng tôi vẫn khắc phục khó khăn để vượt qua cái hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Người dân An Thới ghi nhận sự đóng góp của Vùng 5 Hải quân rất tốt trong điều kiện phục vụ nhân dân trong cái phường. Trong đợt dịch vừa qua, Vùng 5 Hải quân còn đưa 200 chiếc giường của đơn vị đến các khu điều trị cách ly tập trung để phục vụ nhân dân. Cùng với đó, đơn vị đã hỗ trợ cơ sở vật chất, nhân lực giúp địa phương và một số doanh nghiệp trên địa bàn phường An Thới khám sàng lọc, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 14.500 lượt người dân. Tổ chức đoàn đến khu phong tỏa, cách ly, tặng hàng trăm phần quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Gia đình của chú thì vợ thì bệnh COVID-19 tới giờ là không đi làm gì được hết trơn, mà nhờ Vùng 5 là hỗ trợ cho gia đình ở đây là rất là cảm ơn. Được cái sự quan tâm hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã hỗ trợ cho địa phương rất là nhiều, trong đó là hỗ trợ về vấn đề là xét nghiệm rồi tiêm ngừa COVID-19, rồi hỗ trợ về cái phương tiện con người tặng phục vụ cho công tác cách ly F0, F1. Và đến nay, tiếp tục hỗ trợ cho địa phương về các phần quà cho bà con gặp khó khăn trong khu cách ly. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng những hình ảnh và việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và mãi xứng đáng tạo niềm tin với người dân đất đảo và chính quyền địa phương. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, tô thắm thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt, quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động.